hoạt động kinh doanh của mình. Mong muốn của Trọng là giúp ước mơ gì cũng các doanh nghiệp của bạn làm ngày càng bài bản hơn, đạt được nhiều cái thành công hơn nữa và đóng thuế thật nhiều cho đất nước. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Và nếu các bạn yêu quý Trọng thì hãy nhé tìm search Hoàng Đình Trọng trên Google hoặc trên Facebook hoặc YouTube để kết bạn làm quen với nhau. Hẹn gặp lại các bạn.